Hello cả nhà, xin chào tất cả các anh chị đang đến với buổi học ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đến với phần bắt đầu chương trình, các anh chị hãy giúp Nhi kiểm tra đường truyền nha. Nếu mà nghe Nhi nói rõ và cũng nhìn thấy trên màn hình rõ đó, thì giúp Nhi comment rõ nhé. Còn nếu chưa thì giúp Nhi comment chưa, để chúng ta cùng kiểm tra đường truyền trước khi bắt đầu chương trình học. Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên đang đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có khỏe không ạ? Để trước khi bắt đầu buổi học thì Nhi mời các anh chị hãy giúp Nhi comment rõ nếu như mình nhìn rõ và nghe rõ nha. Còn nếu chưa thì chúng ta comment chưa để chúng ta cùng kiểm tra đường truyền trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên đang đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học một món rất là đặc biệt luôn đó. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, các anh chị hãy giúp Nhi kiểm tra đường truyền. Nếu như đường truyền đã rõ về âm thanh cũng như hình ảnh, hãy comment rõ giúp Nhi nhé. Còn nếu chưa thì chúng ta comment chưa để chúng ta cùng kiểm tra đường truyền trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Hello cả nhà, lại là Nhi đây. Và ngày hôm nay thì sẽ có một món mà rất là đặc biệt, đa phần là chị em phụ nữ rất là thích luôn, hoặc là các bạn học sinh cũng rất thích. Thường mà nếu như ở quán mình đang làm mà mình đói bụng thì mình nên làm gì ạ? Mình phải đi ăn. Nhưng mà ngày hôm nay ăn một món rất là đặc biệt, đó chính là món bánh tráng trộn. Và ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cả hai phiên bản là bánh tráng trộn chay và bánh tráng trộn mặn luôn nha. Dành cho những ai có nhu cầu ăn chay thì cũng bon chen được luôn nè. Ok, rồi bây giờ mời cả nhà cùng với Nhi đến với phần nguyên liệu để mình có thể làm được một món bánh tráng trộn ngon nhất Sài Thành luôn. Let's go. Rồi để làm bánh tráng trộn thì nguyên liệu chúng ta gồm có đây, rau răm. Rau răm là mình mua về là mình sẽ cần phải bỏ đi cọng nè, bỏ những cái lá sâu, lá vàng nè, rửa sạch, cắt nhuyễn, xoài gọt vỏ, rồi mình bào sợi ha, đây. Rồi trứng cút luộc 15 phút, sau đó luộc vỏ. Tiếp theo là mình có sa tế, xíu nữa Nhi sẽ hướng dẫn cách làm. Mình phải tự làm sa tế thì bánh tráng nhà mình mới thơm ngon. Chứ những cái sa tế mình mua ngoài thị trường thì nó đều là không có thơm ngon bằng. Rồi chúng ta có nước me chua ngọt. Chúng ta có tỏi phi, xíu nó cũng được hướng dẫn ha. Chúng ta có hành phi. Chúng ta có muối, muối này là dùng chay mặn đều dùng được. Rồi chúng ta có tép khô, đậu phộng rang. Và ở đây mình có bò khô, khô bò. Thì ngoài ra mình có nước cốt tắc. Đây, nước cốt tắc. Tắc mua về thì vắt, bỏ hột, bỏ đi cái phần hạt và vỏ ha, mình lấy phần nước cốt. Thì đây là những toàn bộ những cái nguyên liệu mà mình cần để làm được món bánh tráng trộn. Và tất nhiên một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là bánh tráng. Ở đây thì nhà Nhi là quán Nhi dùng bánh tráng phơi xương mềm dẻo rất là ngon, và để lâu thì nó cũng không bị ngấm nước, nó lâu bị ngấm nước hơn những cái bánh tráng bình thường. Nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần làm món. Nhi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mình cái phần làm sa tế này, cũng như là làm cái phần dầu tỏi. Để cho mình có được cái đầy đủ các cái gia vị để mình làm phần bánh tráng trộn nha. Bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên là giới thiệu nguyên liệu để có thể làm được sa tế cũng như là để có thể làm được dầu tỏi. Rồi đây là nguyên liệu để mình có thể làm được sa tế là phần này. Đã bắt đầu từ cái phần này trở qua đây. Thì đây là nguyên liệu làm sa tế nha. Chúng ta sẽ có là 300g ớt xay. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ở đây là 12.5g đường cát trắng và 5g muối ăn. Rồi ở đây chúng ta có 100g tỏi băm.
Rồi ở đây chúng ta có 250g xả băm. Rồi đối với cái phần này mình cần làm màu, cho nên mình phải có cái phần hạt điều. Cái phần hạt điều của mình là 75g, thì mình sẽ làm màu với 380ml dầu ăn. Đó, cái phần điều và dầu ăn. Ngoài ra mình cần có cái dầu ăn để mình làm sa tế nữa, thì mình dùng 1 lít dầu ăn để làm sa tế. Thì bắt đầu từ nguyên liệu ở đây, trở về bên này là nguyên liệu để làm sa tế. Ngoài ra trong bánh tráng, để bánh tráng của mình thơm hơn thì mình sẽ có cái phần tỏi phi, dầu tỏi. Thì bên này là nguyên liệu làm dầu tỏi nè. Dầu tỏi thì mình có 500ml dầu ăn và 250g tỏi ha. Rồi, nguyên liệu như vậy là đã đầy đủ cho phần làm sa tế và phần làm dầu tỏi. Bây giờ tiếp theo, Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần đầu tiên là mình làm cái màu điều trước. Rồi, đối phần màu điều thì chúng ta sẽ cho dầu 380ml dầu ăn vào chảo. Rồi mình cho hạt điều, lưu ý là cho 75g hạt điều vào lúc mà chảo của mình đang nguội nha. Dầu của mình đang nguội không cho vào lúc nóng ha. Sau đó chúng ta dùng cái cán chảo để chúng ta làm đều cái phần hạt điều với lại dầu, hoặc là dùng đũa đảo cũng được. Rồi sau đó chúng ta nên đậy nắp, bởi vì tránh tình trạng là xíu nó dầu nóng nó sẽ nổ. Mình sẽ cần một cái nắp đậy khít đó. Cho đến khi mình cứ nấu lửa lớn, cho đến khi mình thấy là dầu nó bắt đầu sôi lên, hạt điều nó nổ lách tách là mình tắt bếp, là mình có cái màu điều. Mình nấu hạt điều là mình đậy nắp ha cả nhà. Không thôi nó sẽ nổ, nó văng là coi như mình cũng dễ bị bỏng lắm nha. Đó, nó sôi lên là mình đảo nha. Mình đảo nhưng mình phải canh, tại vì từ lúc mà nó bắt đầu sôi như thế này nè anh chị, thì mình chỉ cần nấu cho đến khi nào nó nghe cái tiếng lách tách nhỏ là mình tắt bếp liền, không thôi nó văng nha. Lưu ý chỗ này để tránh tình trạng là nấu xong để lại rất nhiều sẹo trên người mình nha. Đó, thấy chưa? Mình đảo sau đó khi mà nó bắt đầu sôi lên, đổ nổi bong bóng sôi lên là mình đảo mấy cái như Nhi vừa mới làm cho nó đều, sau đó đậy nắp liền để tránh tình trạng là nó văng. Rồi mình lắng nghe cái tiếng lách cách là mình tắt bếp. Đây, đó, nó sôi thế này được rồi nè, màu rất là đậm rồi nha. Bây giờ mình tắt bếp. Đó, mình để 5 phút là mình bắt đầu mình lọc, mình lấy cái nước màu điều. Lưu ý khi nấu màu điều, nếu mà mình để nó cháy thì nó sẽ biến từ màu đỏ chuyển sang màu hết đỏ luôn, thì như vậy là không còn lấy được màu điều nữa ha. Cho nên chúng ta lưu ý là khi kể từ lúc nó sôi lên, mình chỉ nấu thêm 1 đến 2 phút nữa là mình tắt bếp, là mình có thể có được cái màu điều rất là đẹp rồi. Như tắt bếp và như tiếp tục đảo là màu anh chị thấy rất là đỏ luôn, cực kỳ là đỏ luôn anh chị. Đây, Nhi múc màu cho anh chị coi nè. Đó, màu như vậy là màu đẹp nhất của màu điều rồi, là rất là đỏ luôn. Còn anh chị nấu mà đến khi nó cháy luôn á thì nó sẽ hết màu luôn nha. Thành ra một cái màu mà đỏ thế này nè là mình lược được rồi. Đó, mình nấu mà màu đỏ thế này là mình bắt đầu ngưng cái việc nấu và mình sẽ lược ra. Còn mình để lâu á, nó nấu một hồi nữa, mặc dù là mình tắt bếp rồi, nhưng mình để lâu một hồi nữa nó mất màu luôn do nó nóng quá. Sau khi mà nấu được cái phần hạt điều, màu điều xong, tiếp theo chúng ta cho 1 lít dầu ăn vô nồi để mình chuẩn bị làm tiếp tục làm sa tế nha. Chúng ta cho 1 lít dầu ăn vô nồi, mình có thể đậy nắp luôn, nấu cho cái dầu ăn của mình nó sôi lên. Rồi khi dầu mà đã sôi tim, đã nóng như thế này rồi ha, mình sẽ cho 250g xả băm. Đảo đều. Tiếp theo 100g tỏi băm. Mình đảo đều, mình phi thơm, phi cho mình để lửa lớn luôn nha. Tại vì cái lượng mình nấu nhiều quá đó, nên mình để lửa lớn luôn cho nó nhanh vàng. Mình nấu cái hỗn hợp này liên tục giúp Nhi là khoảng 5 đến 7 phút nè, tùy theo nồi và lửa nha. Nhưng mình nấu cho đến khi nào mình thấy nó thơm, cái mùi mà mùi tỏi phi, hành phi nó thơm lên rồi đó, và nó hơi vàng thì mình mới bắt đầu làm tiếp công đoạn tiếp theo ha. Rồi bây giờ mình cứ duy trì nấu thế này trong vòng khoảng 5 phút. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn làm phần tỏi phi. Phần tỏi phi thì mình sẽ cho vào chảo 500ml dầu ăn. Mình nấu cho đến khi dầu nó sôi lên, nó sôi tim lên là được. Rồi khi dầu đã sôi tim như thế này rồi, mình cho tỏi vô. Mình sẽ cho 250g tỏi vô nồi nha cả nhà. Đây là mình đang làm dầu tỏi ha. Rồi mình dùng đũa mình đảo đều. Rồi phần dầu tỏi này, bởi vì mình đang làm công thức số lượng nhiều á, cái phần này mình làm là mình dùng được hơn cả 100 phần bánh tráng.
mà mình là số lượng nhiều nên mình để lửa lớn luôn cả nhà. Mình cũng phi khoảng từ 5 cho tới 7 phút. Nói chung thời gian nó không quan trọng bằng cái hiện tượng. Mình phi cho đến khi nào mình thấy cái tỏi của mình nó vàng là được anh chị ha. Trong suốt quá trình nấu thì lâu lâu là mình khuấy đảo nha. Rồi sau khi nấu cái hỗn hợp tỏi với sả được 5 phút thì mình cho màu điều vô. Nãy giờ Nhi vẫn nấu lửa lớn nha cả nhà. Mình cho hết cái phần màu điều mà lúc nãy mình mới làm đó. Mình làm từ 75g màu điều với 308 dầu ăn á. Mình cho hết vô giùm Nhi luôn ha. Đó, mình cho hết vô, mình nấu sôi lên. Khi nó sôi rồi là mình sẽ cho 12.5g đường và 5g muối. Đây là Nhi làm công thức sa tế là vị nhẹ thôi. Nếu mà ai mà thích sa tế mà kiểu mà vị ngọt á, là mình có thể cho thêm 40ml nước mắm, 40ml đường vô. 40ml nước mắm, 40g đường vô là làm công thức sa tế ngọt rất là ngon luôn đó nha. Rồi đường rồi muối tan rồi, bây giờ bước cuối cùng là mình mới cho cái ớt vô này. Cái ớt lưu ý là luôn luôn là cho cuối cùng để làm sao? Để nó không bị sặc nhiều. Cho vô là khuấy đều là đậy nắp liền. Khuấy đều nha, cho nó đều. Sau đó để là gia đình mình không bị sặc á, mình đậy nắp giúp Nhi. Đậy nắp xong mình nấu khoảng 1 phút nữa là tắt bếp luôn. Tắt bếp rồi để yên trong nồi vậy đó. Khoảng 5-10 phút nữa là mình có sa tế rồi đó. Chứ nấu ớt này mà mở nắp là mình sẽ bị sặc cái phần cay của ớt nha. Bây giờ mình sẽ hẹn giờ mình nấu thêm khoảng trong vòng 1 phút nữa tắt bếp ha. Đó, đây là bí quyết nha. Còn nhiều người không biết á, là nấu là cả gia đình sặc quá trời sặc luôn. Và mình phải nấu chung với dầu cho nó chín cái ớt đó, thì nó lâu hư. Những cái sa tế này là yêu cầu mình phải nấu sôi, nấu chín các thành phần nguyên liệu để nó lâu hư. Nhưng mà lưu ý là lúc nào ớt là cũng cho vào cuối cùng. Khuấy đều xong đậy nắp liền. Đậy nắp liền nha, không có mở nắp. Mở nắp là sặc lắm. Mà nắp là phải nắp kín nha. Cho mấy cái nắp mà có thông hơi cũng như không. Mình nấu ớt sôi ít nhất là 1 đến 2 phút ha. Mình nấu sôi 1 phút là được rồi. Sau khi ớt sôi được 1 phút là mình tắt bếp. Mình tiếp tục đậy nắp để mình lấy cái hơi nóng của dầu ăn. Mình tiếp tục làm ớt chín á. Mình đậy nắp, mình để yên cái nồi sa tế của mình vậy nè. Từ 5 đến 10 phút nữa là mình mới có cái phần sa tế. Cái phần sa tế của bánh tráng á, thì nó khác với cái phần sa tế của các cái món bún Huế đồ vân vân. Là bởi vì cái phần sa tế của bánh tráng á, thì mình cần nấu nhiều dầu ha cả nhà. Rồi mình để yên trên nồi 10 phút. Rồi đây, sau khi mình đã để được 10 phút rồi thì mình sẽ có cái phần sa tế ngon như thế này nè, để mình bán bánh tráng. Khi mà mình múc mỗi phần mà như lúc nãy là Nhi ra món Nhi múc là 5ml sa tế đó, thì mình lưu ý giúp Nhi là mình trộn đều lên trước khi múc. Đó là mình múc 5ml rồi cỡ này thôi ha, cho mỗi phần bánh tráng. Nhưng mà lưu ý là mình luôn luôn là trộn đều trước khi múc và phần dầu tương đối là nhiều. Anh chị thấy mình tắt bếp nãy giờ rồi mà nó vẫn còn nóng là do cái nhiệt của bếp đó cả nhà. Và phần sa tế này anh chị phải để nguội hoàn toàn giúp Nhi. Mình để nguội hoàn toàn luôn ha. Rồi sau đó mình mới cho vào những cái keo thủy tinh hoặc keo nhựa có nắp. Mình để nhiệt độ thường thì hạn sử dụng của nó cũng lâu lắm, được khoảng 2 tuần ở nhiệt độ thường á. Còn ai muốn để lâu hơn thì mình có thể để vào ngăn mát, vào ngăn đông thì nó được vài tháng luôn nha cả nhà nha. Còn thường quán Nhi thì để mất công bỏ vô tủ mát, nó hôi cái tủ lạnh nhà mình đó, thì nó thơm quá. Nên là Nhi làm như để ngoài, làm dùng trong tuần thôi, để ngoài luôn, để nhiệt độ thường ha. Rồi như vậy là xong phần sa tế rồi nè. Bây giờ mình sang phần dầu tỏi ha. Rồi cái phần dầu tỏi của mình nè anh chị, là nãy giờ mình nấu là được 5 phút rồi nè, là nó cũng đã bắt đầu vàng như thế này là được rồi. Tại vì đằng nào mình cũng cần để nguội á, thành ra bây giờ là mình nó vàng, nấu 5 phút là nó vàng thế này rồi nè. Thì mình tắt bếp đi, mình để tự nhiên á. Tại mình để cho đến khi nó nguội thì nó vàng hơn một chút nữa là được. Đó, nó vàng cỡ này hoặc có thể vàng thêm 2-3 tông màu nữa cũng được nha. Thành ra lúc mà nấu được 5 phút là tắt bếp. Tắt bếp xong cứ để cái chảo này trên bếp hoặc là để dưới đất đều được. Rồi nhờ cái sức nóng của dầu nó sẽ làm cho vàng đều hơn. Là như vậy được. Đó, trường hợp mà đã vàng lợ chín nha, vàng nâu vậy rồi này thì xuống bếp luôn. Đây, mình sẽ cho hẳn xuống bếp. Đó, khi mà nó vàng nâu tới thế này là không để trên bếp nữa nha. Nếu mà để trên bếp nữa đó là nó sẽ chuyển sang màu vàng nâu nhiều hơn nữa đó. Mình để hẳn xuống dưới đất luôn. Rồi mình cũng để nguội. Để nguội xong mình cũng sẽ cho vô những cái keo có nắp như là keo thủy tinh hay là keo nhựa đều được, nhưng mà phải nguội mới cho vô. Rồi sau đó mình sẽ để nhiệt độ thường, dùng được cũng khoảng 2 tuần, không cần để ngăn mát ha. Tại vì mấy cái mùi thơm này mà để ngăn mát là cái tủ mát nhà mình nó bị mùi theo mấy cái này luôn á. Thành ra mình để ngoài nhiệt độ thường mình dùng dần. Được tuần 2 tuần là đủ bán rồi ha. Mình làm bán theo tuần hết rồi mình làm nữa. Như vậy là chúng ta đã có sa tế, đã có cái phần dầu tỏi rồi. Vậy là chúng ta sẽ nhanh tay lên đến với cái phần tiếp theo là phần trộn bánh tráng để thưởng thức nha. Trước tiên
là ở đây mình sẽ cho vào đây là 100g bánh tráng. Bánh tráng phơi xương nha, như dùng 100g. Từ 80 đến 100g, nhưng mà quán Nhi thì làm hơi cho phần nhiều luôn, là lấy 100g. Mình sẽ bóp cho bánh tráng nó hơi rời ra thế này. Tiếp theo là phần xoài, mình sẽ lấy khoảng 2 gấp xoài. Tiếp theo nữa là rau răm, mình cũng lấy khoảng 2 đến 3 gấp nha. Tại vì nếu bỏ ít rau răm nó không ngon đâu nha. Rau răm là phải cỡ 2 đến 3 gấp đó, cái lượng rau răm cũng nhiều này cả nhà. Rồi tiếp theo mình nêm nếm gia vị vô. Rồi khuấy đều cái phần sa tế lên trước khi lấy ha. Bởi vì thường nó sẽ lắng, thành ra mình không khuấy nó không ngon. Mình sẽ lấy 5 ml. Cái này là muỗng đông miêu, Nhi mua cái muỗng này luôn là 5 ml, là múc một muỗng là xong, rất là dễ nhớ bài để ra món. Rồi tiếp theo lấy me, mình cũng khuấy đều, lấy cái gì cũng khuấy đều hết. Múc 5 ml nước me. Tiếp theo là dầu tỏi. Dầu tỏi mình sẽ múc 5 ml dầu tỏi. Rồi tiếp theo là muối, mình sẽ múc một muỗng muối, trộn đều trước khi múc. Mình sẽ múc một muỗng muối ha. Muối này chay mặn đều dùng được, 7.5 ml. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng 7.5 ml. Và bây giờ Nhi làm siêu bám chay, cho nên Nhi sẽ lấy thêm một ít nữa, lấy khoảng 1 ml nữa nha, là 8.5 ml cho công thức chay thì nó mới vừa. Rồi tiếp theo là Nhi sẽ lấy một muỗng hành phi 10g, khoảng 8 đến 10g. Ở quán Nhi là tính bằng muỗng không anh chị ạ? À? Đây cái muỗng nâu này nè, mình múc một muỗng là khoảng 10g. Quán Nhi sử dụng muỗng, một muỗng đậu phộng. Tắc là mình sẽ sử dụng 2.5 ml. Sau đó mình trộn đều lên. Nhìn hấp dẫn ghê không? Quá hấp dẫn luôn. Đây là công thức cay trung bình. Nếu ai mà cần cay nhiều thì quán Nhi là Nhi sẽ thêm ớt bột cho khách ha. Ớt bột Hàn Quốc. Cay nhiều thì thêm 1 ml ớt bột. Còn không thì thôi, còn không là mình ăn cay trung bình vậy thôi. Đó. Trời ơi, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Đây là công thức cay nha cả nhà. Đó là mình dùng 8.5 ml muối. Còn công thức mặn á, vì nó có thêm cái phần khô đó, nó có thêm cái phần khô tép, khô bò, thì mình dùng 7.5 ml muối ăn thôi, cái muỗng đông miêu ha cả nhà nha. Rồi xong, đây là công thức chay nè. Bây giờ Nhi sẽ cho ra hộp. Đây quán Nhi sẽ dùng một cái hộp giấy rất là đẹp, dán logo Miss Nhi, cười tươi rất là thân thiện, và có cái hộp rất là xịn sò. Mình sẽ cho bánh tráng vô hộp. Đây là công thức chay ha, là không sử dụng bò, không sử dụng tép. Nhưng mà lưu ý là ăn chay, nhưng mà ai mà ăn được gia vị đó, hành tỏi thì mới ăn được nha. Còn những ai mà không ăn hành tỏi luôn thì không ăn được nha. Đó, mình gấp nó vô. Có cái hộp bánh tráng mà chất lượng ghê không? Tuyệt vời không mặt trời ha cả nhà ha. Đó là công thức chay, bây giờ Nhi làm tiếp công thức mặn nha. Nhưng mà thực ra Nhi cũng muốn khuyên là ăn chay đi. Bởi vì cái công thức cái bánh tráng chay có Nhi là nó cũng rất là ngon rồi. Còn trừ trường hợp ai thích ăn mặn quá thì ăn, chứ nếu mà mình ăn bánh tráng chay mà đã ngon rồi thì mình ăn chay cho nó tốt. Bởi vì thứ nhất là nó ngon, mà thứ nhì là mình cũng hạn chế cái việc sát sinh thì cũng rất là tốt nha cả nhà nha. Đó, tuy nhiên là theo 500 lời yêu cầu thì Nhi vẫn làm thêm một cái công thức mặn nữa. Nhưng mà nhớ nên ăn công thức chay nha. Rồi bây giờ công thức bánh tráng có dùng khô, dành cho những người thích ăn mặn. Thì đầu tiên mình cũng lấy một gói bánh tráng 100g mình cho vào. Đó, mình cho vào thau. Tiếp theo là mình cho nguyên liệu khác, mình cho những nguyên liệu khác vào ha. Ở đây thì mình cũng sẽ cho rau răm, 2 gấp rau răm nhiều. Rồi, 2 gấp xoài. Đó. 2 gấp xoài là khoảng 40g, 2 gấp rau răm là khoảng 20g nha anh chị. Rồi, tiếp theo muối. Đối với công thức mà ăn mặn là mình có ăn cái khô đó, nên mình chỉ cần dùng 7.5 muối. Còn nếu mà mình không có dùng khô là mình ăn chay thì mình dùng 8.5 muối nó mới ngon ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ, cái này là hành phi. Rồi tiếp theo nữa là cái này mình trộn đều lên, mình cho một muỗng hành phi là khoảng 8g.
rồi mình cho một muỗng tỏi phi là 5 ml, rồi tiếp theo là một muỗng nước me cũng là 5 ml cả nhà, rất là ngon. Rồi tiếp theo mình sẽ cho sa tế trộn đều lên trước khi sử dụng, một muỗng sa tế ha cũng là 5 ml, đậu phộng 1 muỗng 10 gram, một muỗng là 10 gram, nhưng mà quá nhiều thì không cân, quá nhiều múc luôn. Rồi tép phôi 10 gram, rồi tiếp theo là khô, mình có khô gì cho khô nấy ha. À, cái này một gói này là cũng 10 gram, công thức rất là dễ nhớ ha. À, nước cốt tắc, 2.5 ml, rồi sau đó mình trộn đều lên cả nhà. Đó, bánh tráng này của Nhi là ở bên Ba có bán bánh tráng nè, bác các nguyên liệu làm à, bánh tráng trộn là ở bên Ba đều có bán ha. Vậy anh chị nào mà muốn làm ngon á thì phải đúng nguyên liệu thì mới ngon. Thứ nhất là đúng nguyên liệu nè, thứ nhì là đúng định lượng nè, đó rồi cái thứ ba nữa là bánh tráng là phải là bánh tráng phơi xương giống như ở bên Ba dùng mới ngon nè. Nguyên liệu các nguyên liệu khác là phải tươi nè, sa tế là phải thơm nè, đó là những cái bí quyết để mình làm bánh tráng ngon. Ngoài ra mình cũng nên đặt để nhiều tình cảm vào trong món ăn thì món ăn của mình nó mới thực sự là ngon. Đó, sau khi chúng ta trộn xong là rất ngon. Đó, chúng ta có thể cho vào cái hộp như thế này hoặc là mình cho vào cái dĩa ha. Rồi cho thêm 3 cái trứng cút vô, trộn đều lên cho nó ngắm màu một chút cho cái trứng cút nó cũng hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra dĩa thôi. Trời ơi, cả nhà thấy hấp dẫn không? Cái màu cũng hấp dẫn. Mà cái màu này là ở công thức của Nhi là Nhi làm màu điều nha. Màu điều thì nó là tự nhiên đó, chứ nó không có hóa chất nên mình đừng lo ha. Màu là màu điều rất là ngon. Trời ơi, một dĩa bánh tráng là tuyệt vời luôn, 10 điểm. Đó, thì người ăn chay thì bỏ, không dùng những cái khô và trứng cút ha. Người ăn chay nhưng mà phải ăn được gia vị thì mới tính nha, gia vị tỏi rồi đó. Chứ có những người ăn chay mà không ăn gia vị thì cũng thua nha cả nhà, không ăn được. Rồi đây bên kia là cái phần đồ mặn nha, còn đây là phần thức ăn chay dành cho những người chỉ ăn thuần thực vật thôi. Ăn thuần thực vật là ăn cái dĩa này được nè, rất là ngon luôn, nói chung nó ngon tương đương. Nhưng mà đối với Nhi thì công thức chay Nhi sẽ thấy ngon hơn bởi vì Nhi thích ăn chay. Chúng ta nên là cố gắng ăn chay ha. Cái nào mà mình ăn chay được là mình ráng ăn chay đi cả nhà. Bởi vì ăn chay là rất là tốt cho sức khỏe nè. Rồi nó giúp cho mình còn tích lũy được công đức, phước đức nữa. Rất là tuyệt vời. Thành ra ăn chay được thì cứ ăn chay. Đó thì đây là Nhi có 2 công thức chay và mặn ha. Nhi rất là mong muốn khuyến khích cả nhà ăn chay. Bèn phèn, có đũa, có muỗng, chín thôi. Rồi, ở đây thì chúng ta có 2 dĩa ha, một dĩa là công thức chay và một dĩa là bánh tráng công thức mặn. Thì 2 dĩa này á là ngon bằng nhau. Mà Nhi là chuyên ăn chay và Nhi thích ăn chay hơn nên Nhi sẽ ăn dĩa có chay nha. Còn mặn thì cũng ngon, tại vì Nhi cũng làm công thức này và mời những người mà biết ăn ăn mặn á thì người ta ăn cả 2 người thấy ngon bằng nhau. Ở đây mình sẽ thử bánh tráng siêu ngon của mình luôn. Đầu tiên là mình sẽ thưởng thức cái mùi thơm trước nha. À, rất là thơm. Nó thơm là bởi vì cái sa tế mà nhà mình tự làm, nên trong sa tế Nhi bỏ rất là nhiều cái nguyên liệu làm nên mùi thơm như là xả, tỏi vân vân. Mà mình dùng đồ tươi á nên nó thơm mùi sa tế, mùi rau răm, mùi tắc vân vân. À, quá ngon. Bánh tráng dai 10 điểm. Có ngon. Bánh tráng dai nha, tại vì đây là bánh tráng phơi xương. Nó là, nói chung món bánh tráng trộn mà tuy nó là một cái món dân dã, nhưng mà thực sự mà nói nó là một cái sự tổng hợp hương vị rất ngon với mùi thơm của các loại gia vị nè, rau răm, rồi vị chua ngọt của xoài và vị mặn của muối.
nó tạo nên một cái món ăn vặt dân dã nhưng mà nó ngon không kém những cái món khác nha các anh chị. Nếu anh chị thích ăn bánh tráng trộn có mít nhi á, mình có thể lên Foodie ha, mình đặt app, mình gõ chữ mít nhi MRS nhi, mình gõ đúng tên quán nha, MRS nhi mít nhi, thì nó ra các cái chi nhánh của mít nhi và mình có thể đặt mua bánh tráng trộn trên các cái app bán hàng như Grab hay Foodie ha, hoặc mình có thể mua tại quán có địa chỉ 31/15 Ung Văn Kim, phường 25 quận Bình Thạnh, hoặc là mình có thể gọi số hotline để quán mít nhi, như có để số hotline quán mít nhi ở dưới này nè, mình thích mua mình gọi ha, các bạn sẽ giao hàng cho mình. Còn nếu mình muốn mua nguyên liệu để làm được bánh tráng trộn thì mình liên hệ Vinba ha, Vinba là có số hotline ở dưới đây, chỗ mà Nhi để ở đây ha, có số hotline Vinba mình gọi thì các bạn sẽ tư vấn cho mình mua được cái phần nguyên liệu để mình làm bánh tráng trộn. Mình muốn mua nguyên liệu cũng có, mà mình muốn mua thành phẩm cũng có luôn nha. Nãy giờ mình quên, trời, ăn bánh tráng trộn mà con trà sữa Tân Giao đen thì còn gì bằng. Mình làm một hơi, đây là công thức trà sữa đậm vị trà nha. Nhi có một clip hướng dẫn về công thức trà sữa đậm vị trà rồi, rất là tuyệt vời. Mình làm cho đậm vị trà lên màu đậm, rất là đậm, giống như cà phê sữa luôn nè, anh chị thấy không? Cố thử nghe. Đó, như vậy là ngày hôm nay Nhi đã vừa hướng dẫn xong cách làm bánh tráng trộn uống kèm với trà sữa đậm vị trà. Phần trà sữa đậm vị trà này nè, Vinba mình có công thức thì Nhi đã hướng dẫn trong các clip khác, cho nên hôm nay Nhi không hướng dẫn, chủ yếu là hướng dẫn về bánh tráng là chủ yếu nha. Rồi, như vậy là phần bánh tráng đã xong. Trước khi đến với phần giá vốn á, mời cả nhà mình sẽ đến với một cái phần rất đặc biệt, đó là giới thiệu về khóa học chuyên sâu cũng như là sách. Và những ai xem video này mà đăng ký học, comment đăng ký học kèm số điện thoại trên video sẽ được rất nhiều ưu đãi về khóa học cũng như sách. Mời cả nhà đến với phần giới thiệu sách và khóa học nha. Chào mừng tất cả các anh chị đang đến với cái chương trình ưu đãi về khóa học cũng như là ưu đãi về sách dành riêng cho những anh chị nào đang học buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Những người không học buổi học trực tuyến ngày hôm nay sẽ không được những ưu đãi này đâu đó nha. Ưu đãi thứ nhất là Nhi sẽ nói về ưu đãi của các khóa học. Hiện tại Học viện Pha Chế Vinba mình có 5 khóa học tương ứng với 5 bộ sách. Khóa học đầu tiên á, mà mình có thể nói đến đó là khóa học đồ uống dành cho học sinh sinh viên. Thì trong cái khóa học này khi mình đăng ký mình sẽ được tặng sách luôn, là tặng cuốn sách giải mã công thức pha chế 4.0. Thì trong này sẽ có 11 chuyên đề. Sẽ có các chuyên đề về trà sữa nè, chuyên đề về các loại topping trân châu, thạch đi kèm với trà sữa, chuyên đề trà trái cây nhiệt đới, và khóa học là đã cập nhật cái nhóm mà trà trái cây nhiệt đới mới nhất hiện nay trên thị trường, là mình trà trái cây nhiệt đới nhưng mà làm tươi. Ví dụ có trà trái cây hỗn hợp nhiều loại trái cây, rồi dâu tươi, mãng cầu tươi, vân vân, rất là nhiều món trà trái cây tươi được cập nhật. Rồi trà đào, trà vải ha. Rồi tiếp theo mình có cái chuyên đề rau má, rồi mình có chuyên đề về lục trà, hồng trà. Rồi trong này cũng có các cái chuyên đề về đá xay. Đó, rồi có thêm chuyên đề về bingsu nữa. Rồi trong này còn có chuyên đề về Milo dầm, rồi chuyên đề về sữa tươi trân châu đường nâu, chuyên đề nước ép, chuyên đề trà hoa giải nhiệt. Wow, và có chuyên đề về trà sữa ấp ngược nữa. Đó, thì chúng ta sẽ có 11 chuyên đề trong khóa học. Và đây là cái bộ sách của cái khóa học giải mã công thức pha chế 4.0 ha. Rồi trong sách thì được biên tập in màu rất là đẹp, rõ ràng về nguyên liệu, giá vốn, cách làm, cách bảo quản, cách thực hiện đầy đủ hết cả nhà, bí quyết luôn. Đó. Thì khi mình đăng ký khóa học pha chế đồ uống dành cho học sinh sinh viên, là khóa trà sữa và những cái đồ uống phù hợp cho học sinh sinh viên á, thì khi đăng ký học chúng ta được tặng kèm bộ sách luôn. Đó là khóa đầu tiên nha. Rồi khóa học thứ hai á, là mình sẽ có một cái khóa học về cà phê. Mình có khóa học về cà phê và đồ uống văn phòng chuyên sâu. Thì cái khóa học này nó cũng có 11 chuyên đề. Đây chúng ta cũng sẽ có 11 chuyên đề. Thì trong này mình sẽ học về cà phê pha máy nè, cà phê pha phin, học về các loại soda, các loại nước ép, các loại sinh tố, các loại đá xay, các loại trà chanh, trà tắc, rồi các loại trà trái cây nữa. Và như vậy là có 11 chuyên đề. Về cà phê pha máy thì mình được học hai phiên bản, là cà phê pha máy dành cho người châu Âu và cà phê pha máy dành cho người Việt Nam luôn. Bởi vì khi du nhập về Việt Nam thì cà phê máy
uống theo gu của người Việt Nam thì nó sẽ khác đó. Thì khi mình đăng ký khóa học cà phê và đồ uống dành cho giới văn phòng, mình cũng được tặng kèm một bộ sách đầy đủ như thế này đây. Wow, rất là tuyệt vời đúng không? Đó. Rồi, thì đây là giáo trình cũng như là bộ sách của khóa học cà phê và đồ uống dành cho giới văn phòng trung niên. Thì cái khóa học số 2 này sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà mình mở quán để mình bán. Mình bán cho đối tượng là khách hàng là giới văn phòng và trung niên. Tiếp theo là khóa học số 3. Khóa học số 3 là tương ứng với bộ sách số 3, đó chính là cuốn ăn vặt Hot Trend 4.0. Trong cái khóa học số 3 này thì chúng ta sẽ được học với cái giáo trình là có các cái chuyên đề. Ví dụ như mình sẽ được học các cái chuyên đề về, như là mình học về các món ăn vặt Hàn Quốc đi, thì có mì cay, cơm trộn, cơm cuộn, bánh gạo cay. Rồi mình sẽ được học các chuyên đề về bánh pizza, chúng ta làm nhiều loại bánh pizza, rồi bánh su kem để ăn vặt nữa. Rồi ngoài ra chúng ta được học 20+ loại chè, chè đặc sản, chè hiện đại, chè Thái, chè khúc bạch, chè khoai dẻo. Rồi tiếp theo nữa là học về bingsu. Rồi chúng ta còn được học về kem. Chúng ta được học về 13 loại kem tươi, 13 loại kem viên. Đó, rồi đó là các cái chuyên đề mình sẽ được học. Rồi ngoài ra mình sẽ được học thêm các cái món ăn vặt rất là quen thuộc với người Việt Nam mà đi quán vặt nào cũng phải có nha. Đó là món bánh tráng trộn nè, món xoài lắc nè, khoai lang phô mai lắc nè, gà rán KFC nè, vân vân, và rất nhiều món ăn vặt nữa mình sẽ được học. Và đặc biệt trong khóa ăn vặt này á, thì Nhi có hướng dẫn hai bộ công thức là mặn và chay luôn, để cho những ai mà mình muốn làm mặn cũng làm được, mà chay thì mình cũng làm được luôn nha. Như vậy thì đó là khóa số 3 là nói về ăn vặt. Thì thường ăn vặt á, mình có thể học để mở một cái quán ăn vặt, hoặc là mình học ăn vặt để mình bán kèm với nước á, để quán mình là quán nước nhưng mà có vài món ăn, thì như vậy mình tối đa hóa cái doanh thu của mình. Tiếp theo chúng ta đến với khóa số 4 mà Nhi có, đây là khóa bánh kem. Bánh kem thì Nhi có 45 mẫu bánh kem, là từ bánh rau Kobade nè, cho tới bánh kem bắp, cho tới bánh kem sinh nhật. Và cái khóa này thì giá vốn mỗi bánh chỉ có từ 70 đến 80 ngàn đồng mà thôi. Có một số mẫu bánh cầu kỳ thì giá cao hơn một chút, là 100, 120. Nhưng mà 80% các mẫu bánh đều là từ 70 đến 80 ngàn đồng. Và bánh thì Nhi làm chuẩn ngon theo kiểu bánh Pháp á, là nó có bông lan mềm, kem thì béo vừa thôi, ngọt thì cũng nhẹ nhàng, để sau khi mình sử dụng cái bánh, mình kỷ niệm các cái dịp đặc biệt xong á, thì cái bánh nó đạt cái chất lượng ngon để mình vẫn có thể ăn. Đó, và như bánh kem thì Nhi có sử dụng hai cái dòng màu là màu thực phẩm và màu rau củ luôn, để cho mình thích cái trường phái sức khỏe tốt thì mình dùng rau củ được nha. Rồi ai mà thích học khóa bánh kem thì xíu nữa mình đăng ký khóa học bánh kem. Rồi và được cũng được tặng kèm bộ sách khi đăng ký khóa học nha. Đăng ký khóa học nào thì được tặng bộ sách của khóa học đó. Rồi ngoài ra Nhi có sách viết về ăn chay. Đó, sách viết về ăn chay thì cũng rất là hay. Nhi có 31 mâm cơm chay cho 31 bữa cơm không trùng món và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhiều khi mình thích ăn chay, mình biết được rất nhiều lợi ích của ăn chay, như là giúp cho mình đẹp dáng, đẹp da hơn, giúp mình giữ dáng được tốt hơn. Rồi ăn chay á, ăn rau củ nhiều thì nó cũng tốt cho hệ tiêu hóa của mình hơn. Ngoài ra ăn chay nó còn giúp mình nuôi dưỡng cái tâm yêu thương của mình đối với động vật. Rồi chưa kể là bảo vệ môi trường, rồi vân vân. Nó có rất nhiều lợi ích về ăn chay. Mà ngày nay người ta ăn chay không những tôn giáo, mà người ta còn ăn chay vì cái tính tiết kiệm kinh tế này. Ngoài ra người ta còn ăn chay vì sức khỏe nữa đó. Cho nên là ăn chay rất phổ biến. Lợi ích của ăn chay thì vô số kể. Tuy nhiên á, nhiều người không ăn chay thành công là vì thực đơn nghèo nàn quá, hoặc là mình ăn thiếu dinh dưỡng á, nên ăn một hồi á, mình bị chóng mặt, nhức đầu, quay cuồng quá trời luôn, cái mình không ăn chay được. Chính vì vậy á, là Nhi đã làm ra bộ sách này để đầy đủ chất dinh dưỡng, để mình ăn chay quanh năm suốt tháng mà mình khỏe, đẹp, mà mình không có bị thiếu chất nha. Đã như Nhi là cũng ăn chay hơn 2 năm nay rồi, thì Nhi đã áp dụng các cái thực đơn này, và Nhi ăn mà cảm thấy rất là khỏe khoắn, lành mạnh, mà càng ăn càng vui, càng ăn càng hạnh phúc, mà không có bị thiếu chất. Rồi đó là bộ sách ăn chay và khóa học ăn chay nha. Rồi tiếp theo là có cái bộ sách số 6 mới ra đời luôn. Cái bộ này á, là thức uống dinh dưỡng và nước ép thanh lọc. Trong này là có hơn 80 món đồ uống. Thì nó chia làm 3 nhóm. Thức uống dinh dưỡng thì nó gồm là sữa hạt dinh dưỡng, rồi trà sữa hạt dinh dưỡng và nước ép thanh lọc. Thì về cái thức uống dinh dưỡng này nè, thì Nhi làm thuần chay, không có dùng sữa bò. Nói chung chỉ dùng toàn bộ
nguyên liệu là thực vật thôi để tạo ra những ly nước vừa ngon, vẫn có cái độ béo, ngọt, thơm, ngon nhưng mà vô cùng là dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Còn về phần nước ép thanh lọc là sự kết hợp giữa các loại rau và trái cây, rau củ và trái cây để tạo ra những ly nước uống vừa đẹp dáng, đẹp da mà còn giúp mình thải độc tố nữa nha. Đó là bộ số 3 là viết về món các món nước ép thanh lọc. Ở trong này Nhi có biên soạn rất là kỹ về lợi ích của từng loại rau, củ, quả, trái cây, liều dùng để cho mình sử dụng. Đó, rất tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi, như vậy là chúng ta có 6 khóa học với 6 bộ sách. Và ngày hôm nay đặc biệt là Nhi sẽ có ưu đãi cho những ai đăng ký học. Mỗi người có một nhu cầu học khác nhau thì chúng ta sẽ chọn cái khóa học khác nhau. Tuy nhiên á, là thời gian trên này không đủ để Nhi có thể nói hết chi tiết về từng khóa học. Thành ra những anh chị nào mà muốn đăng ký học á, muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta comment đăng ký học hoặc là đăng ký mua sách. Và nhớ là đăng ký học kèm theo số điện thoại của mình hoặc là đăng ký mua sách kèm theo số điện thoại của mình. Sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn 1-1 cho mình về thông tin chi tiết rõ ràng hơn thêm một lần nữa để mình có thể lựa chọn bộ sách mình muốn mua hay là mình có thể lựa chọn khóa học mà mình muốn học cho phù hợp với nhu cầu. Và có một điều nhỏ mà Nhi chia sẻ ở đây nữa là khi mà anh chị đăng ký khóa học trực tiếp tại Học viện Pha Chế Vinpa, anh chị sẽ có các quyền lợi sau. Quyền lợi thứ nhất là mình sẽ được bảo hành công thức trọn đời. Trọn đời ở đây là trọn đời với Vinpa, khi nào Vinpa còn tồn tại thì sẽ còn bảo hành khóa học cho anh chị ha. Thứ hai là sẽ hướng dẫn cho đến khi nào anh chị làm thành thạo cái món đó thì thôi. Cho nên mình không có lo lắng cái chuyện là mình đăng ký vô Vinpa mình học mà học xong mình không làm được thì sao. Không sao hết, bên em sẽ hướng dẫn đồng hành cho đến khi nào anh chị làm được món. Rồi quyền lợi thứ ba là đăng ký học mình được tặng bộ sách. Quyền lợi thứ tư là đăng ký học á, thì mình sẽ được tặng video bài giảng nữa. Wow, tuyệt vời. Video bài giảng hay còn gọi là khóa học online nha. Quyền lợi thứ tư á, là mình học trong lớp mình sẽ được thực hành hơn 90%. Quyền lợi thứ năm rồi quyền lợi thứ sáu á, là mình sẽ được cầm tay chỉ việc. Rồi quyền lợi thứ bảy là mình sẽ được học những món nước hot trend nhất hiện nay mà giá vốn thì bình dân và chất lượng thì cao cấp. Quyền lợi thứ tám á, là mình sẽ được học xong mình sẽ được tư vấn 1-1 về kiến thức mở quán. Hay là mình muốn nhượng quyền thì bên em sẽ tư vấn chương trình nhượng quyền siêu ưu đãi cho mình. Và còn nhiều quyền lợi khác nữa mà trên đây Nhi không thể nói hết được bởi vì thời lượng có hạn. Cho nên á, nếu mà mình muốn học và được muốn được ưu đãi thì hiện tại đang có chương trình ưu đãi 50% học phí khóa học trực tiếp dành riêng cho những anh chị nào đang học cái bài học trực tuyến ngày hôm nay. Và ưu đãi là giảm 50% học phí cho khóa trực tiếp nhà dành riêng cho chúng ta. Vì vậy hãy comment đăng ký học kèm theo số điện thoại để được tư vấn. Comment đăng ký học kèm theo số điện thoại để được tư vấn nha. Rồi nhớ khi comment thì phải là comment là đăng ký học và nhớ kèm theo số điện thoại của mình nữa thì mới được tư vấn nha các anh chị. Rồi ngoài ra thì chúng ta nếu mà muốn mua sách thì Nhi đã có chương trình ưu đãi sách đặc biệt. Mỗi bộ sách này là mỗi bộ giáo trình dùng trong lớp. Vì vậy giá bán niêm yết là 1,5 triệu. Tuy nhiên hôm nay mình mua trên cái chương trình học trực tuyến này thì mình sẽ được mua sách gốc với giá gốc với chính tác giả chỉ bằng chi phí in sách là 400.000 đồng một bộ mà thôi ha. Rồi nếu anh chị nào muốn mua thì mình comment mua sách kèm theo số điện thoại để được tư vấn rõ hơn về thông tin mua sách nha cả nhà. Comment mua sách kèm theo số điện thoại hoặc là comment đăng ký học kèm theo số điện thoại của mình để được tư vấn kỹ càng hơn về khóa học cũng như là về việc mua sách. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần tư vấn một chút xíu về chương trình học chuyên sâu cũng như là sách nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần giá vốn của món. Như vậy là phần ưu đãi sách và khóa học đã xong. Các anh chị mình hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được tham gia những chương trình học chuyên sâu tại Vinpa nha. Cú pháp đăng ký là chỉ cần comment đăng ký học kèm theo số điện thoại. Còn những ai muốn mua nguyên liệu làm bánh tráng thì comment mua nguyên liệu kèm theo số điện thoại để được tư vấn nha cả nhà. Rồi phần giá vốn của một phần bánh tráng trộn mà Nhi vừa mới hướng dẫn đó, giá vốn sẽ dao động từ 8-10.000 đồng cho một phần bánh tráng. Bởi vì công thức của Nhi làm là chất lượng nên cái giá vốn nó hơi nhỉnh một xíu ha, là 8.000 đồng cho một phần bánh tráng. Hoặc là nếu bánh tráng mà có khô đó, bánh tráng chay thì 8.000, còn bánh tráng có khô thì giá vốn khoảng 10.000 đồng. Bánh tráng chay thì khoảng 7-8.000, còn có khô vô để làm bánh tráng mặn đó thì khoảng 10.000 đồng cho một phần bánh tráng.
giá bán ra một phần thường là chất lượng cái này mà dùng hộp giấy giống như Nhi đang hướng dẫn á, thì thường là sẽ bán từ 20 tới 25 ngàn là rẻ nhất, có những nơi bán tới 30 ngàn. Bởi vì đây là bánh tráng của mình, làm bánh tráng những cái nguyên liệu cao cấp, bánh tráng phơi xương, sa tế tự làm, hộp thì hộp giấy, rất là hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong phần bánh tráng. Mình là Nhi, giảng viên học viện pha chế Vinh Ba. Chúc cả nhà mình sẽ thực hiện món thành công để cập nhật thêm vào menu và gia tăng lợi nhuận nha. Tức là nếu mà mình bán nước không á, thì chưa chắc là mình bán nước, giả sử một ngày mình bán được 300 đến 500 phần đi, nhưng mà cũng là những cái khách đó, nếu mình có bán thêm bánh tráng hoặc là một món ăn vặt bất kỳ thì người ta sẽ có ăn thêm. Và thay vì mình chỉ có bán được 300 ly nước một ngày, thì trên 300 khách hàng đó mình có thể bán thêm từ 50 cho tới 100 gói bánh tráng, thì mình sẽ gia tăng được cái phần lợi nhuận. Chỉ cần một gói bánh tráng lời thêm 5 ngàn mà mình bán được thêm khoảng 50 phần là anh chị có thể nhân ra là mình lời được khoảng thêm 250 ngàn một ngày, mà mình không cần tăng thêm bất cứ cái gì hết, mà chỉ cần tăng thêm một cái món ăn vặt bất kỳ trong quán là rất tuyệt vời. Thứ nhất là tuyệt vời cho mình về việc tăng lợi nhuận, và thứ nhì nó sẽ tuyệt vời cho khách hàng ở chỗ là người ta uống thì người ta rất có nhu cầu đi ăn, nhưng mà chẳng có những cái quán mình không có nên người ta phải mua từ ngoài đem vô để ăn ha. Rồi, như vậy là phần bánh tráng trộn đã rất là tuyệt vời và đã được hướng dẫn xong. Chúc cả nhà thực hiện món bánh tráng thật là thành công để ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình hiệu quả. Rất mong là có thể gặp được anh chị trong một khóa học bất kỳ tại Vinh Ba nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.